truyền thuyết kể rằng xứ Hôn Cai có lục đại quốc bảo. Kẻ nào nắm giữ đủ 6 bảo vật này trong tay sẽ có sức mạnh hủy diệt cả vũ trụ. Đó là sức mạnh của dì mây, bom của Hanabi, kiếm của Acheron, đá của Adventurine, phấn của Ratio. Và đây, tướng quân đích thực của Xianzu, Dinh Duân không trần. Ơ em ơi, sao tướng quân của Xianzu lại là thằng Dinh Duân rắc rưởi? Em tưởng... Tưởng cái gì? Mà đọc nhầm kịch bản anh mờ gửi hồi 1.0 rồi. Giờ chuẩn bị 2.5 rồi em ơi. Giờ tướng quân là phải cầm kiếm súng hết tách nhá. Đội, mau. Vâng. Và đây, tướng quân đích thực của Xianzu. Ui, cái bờ vai trần nuột nè. Vân Lập Facial đã ra mắt được một ngày. Chắc hẳn giờ các bạn đã có những trải nghiệm đầu tiên với cả nhân vật này và rất bất ngờ trước lượng sát thương khủng khiếp mà Facial có thể gây ra. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu và tận dụng hết sức mạnh của Facial? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Trước tiên cùng nhìn lại một chút về bộ kỹ năng. Facial là một nhân vật có lượng sát thương tập trung vào tuyệt kỹ khá nhiều, lên tới gần 80%. Cùng với khả năng sử dụng tuyệt kỹ không cần năng lượng, Facial gợi nhớ chúng ta đến một tuyệt thế mới được ra mắt gần đây, đó chính là Acheron. Cả hai nhân vật này đều có số stack thiên phú tối đa có thể tích được là 12. Tuy nhiên, thay vì như Acheron là 9+3, với 9 là để sử dụng tuyệt kỹ và 3 là số stack dự phòng, thì Facial có thể sử dụng 2 lần tuyệt kỹ liên tiếp với 6 cho mỗi lần sử dụng. Dĩ nhiên, so sánh sẽ có hơi chút khập khiễng khi Facial chỉ có thể gây sát thương đồng tiêu trong khi Acheron là toàn bộ kẻ địch. Tuy nhiên, điều này phần nào giúp điểm yếu của Facial được bù đắp lại khi anh em có thể sử dụng 2 lần tuyệt kỹ và phân phối sát thương sao cho hợp lý, tránh trường hợp bị overkill và phí phạm sát thương quá nhiều như là Acheron. Điểm qua về bộ kỹ năng thì trước tiên chúng ta cùng đến với cả thiên phú. Thiên phú của Facial giúp cho nhân vật này có thể tích được tối đa 12 stack, với mỗi stack tương đương với 2 lần tấn công. Tức là anh em sẽ có 0.5 stack với mỗi lần tấn công riêng biệt. Ngoài ra thì Facial sẽ thực hiện một đòn đánh theo sau lên mục tiêu mà đồng đội tấn công mỗi hiệp một lần, kèm thêm việc là tăng 60% sát thương người ta trong vòng 2 hiệp. Có thể nói đây hoàn toàn là một hiệu ứng duy trì toàn thời gian khi mà Facial liên tục có thể refresh lại nội tài này mỗi khi đến lượt. Chiến kỹ của Facial giúp gây 200% tấn công ở cấp độ 10, kèm thêm một lần kích hoạt thiên phú. Điều này khiến cho Facial dù có thể kết hợp tốt với cả tất cả các hoàng hợp hiện tại, ví dụ như là dì mây, Hanabi, Robin hay thậm chí là Bologna, nhưng tốt nhất vẫn sẽ là Robin, thì anh em có thể ra rất nhiều đòn tấn công nhỏ lẻ để kích hoạt sát thương của hợp tấu, thứ chính yếu tạo nên sức mạnh của Robin. Tuyệt kỹ của Facial giúp bạn hóa thân thành siêu Saiyan, tiêu hao 6 stack thiên phú và gây tổng cộng là 700% tấn công lên một kẻ địch đơn. Trong thời gian di chuyển, sát thương mà Facial gây ra có thể bỏ qua điểm yếu của kẻ địch và bào sức bền bất kể hệ, kèm thêm việc là tăng thêm 100% hiệu suất bào sức bền, cũng như là được tính là sát thương của đòn đánh theo sau. Điều này giúp cho Facial hưởng lợi thêm từ hiệu ứng tăng sát thương phải chịu của đòn đánh theo sau đến từ Topaz, nhân vật đồng hành tuyệt vời nhất khi đi cùng Facial. Trường hợp thay thì Topaz cũng được thiết kế là một dạng nhân vật theo chiều hướng sắp debate. Anh em thậm chí không cần phải sử dụng chiến kỹ quá nhiều trong combat nếu may mắn hoặc biết cách côn trùng bắp sao cho hợp lý. Ngoài ra thì bí kíp của Facial giúp bạn lôi kéo cả địch xung quanh và nhận thêm một điểm phi hoàng, kèm thêm một lần tấn công chắc chắn bạo kích ngay khi mới vào trận. Kỹ năng này khi kết hợp với cả vết tích bậc 2 giúp cho Facial sẽ có sẵn ngay 4.5 điểm phi hoàng, 3 đến từ vết tích, 1 đến từ bí kíp và 0.5 đến từ đòn đánh vỏ màn. Tức là nếu anh em có Facial là người đi đầu và sử dụng chiến kỹ ngay khi mới vào trận, Facial sẽ có ngay 6 stack để sử dụng tuyệt kỹ mà không cần bất kỳ điều kiện gì đặc biệt. Một lợi thế cực lớn khi mà so sánh với cả Acheron. Nhân vật có bộ kỹ năng gần như là tương đương với Facial thì Acheron cần phải có trận mới có thể thực hiện được điều này. Nhìn chung thì bản đồ vết tích 246 của Facial đều cực kỳ ổn khi anh em có thêm rất nhiều chỉ số tăng sát thương. Tổng cộng từ bộ kỹ năng thì các bạn sẽ có 60% sát thương gây ra, 48% tấn công và 36% sát thương kích của đòn đánh theo sau. Thứ mà khi thi triển tuyệt kỹ, anh em sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, giúp cho Facial trở thành một DPS hoàn hảo. Ngoài ra thì các nút vết tích nhỏ cũng cung cấp thêm cho Facial 28% tấn công, 12% tỷ lệ bảo kích và 12.5% phòng thủ. Điều này làm ảnh hưởng phần nào tới lối build đồ của Facial khi nhân vật này có khá nhiều phần trăm tấn công trong bộ vết tích, khiến cho khi build chỉ số, anh em nên sử dụng giày sweep trong đa số trường hợp. Giày tấn công sẽ tùy một vài tình huống nhất định khi anh em có thêm các quần buff sweep, ví dụ như là chiến kỹ ở Mach 7, tiền 2 của Bologna hoặc là buff sweep trong khi hợp tấu của Robin. Hay hướng tới chỉ số khoảng 3.000 tấn công, crit rate là 85% trở lên, kèm theo crit dam khoảng từ 130 đến 150 trở lên. Cầu vong sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo trong đa số trường hợp kèm thêm dây tấn công. Với mức speed khoảng 140 cộng, đội hình có Facial sẽ thiên về việc gây nhiều lần sát thương thay vì gây sát thương cực mạnh, gây lãng phí vì overkill.
Trong số các bộ di vật hiện tại thì dũng khí ngút trời sẽ là set đồ tốt nhất dành cho VCL khi tương thích hoàn toàn với cả bộ kỹ năng của nhân vật này. Tuy nhiên trong trường hợp tài khoản của các bạn không có nhiều nhân vật sử dụng chung dũng khí ngút trời và set thiết kỵ, anh em có thể farm set theo sau kèm DOT cũng khá ổn khi một lượng sinh lệch sát thương gây ra là không đáng kể. Ngoài ra thì các sự lựa chọn khác ví dụ như mặc Big 22 hay là set lượng tử hoặc set phòng đều là những sự lựa chọn tình huống khi chỉ khỏe trong từng trường hợp nhất định. Chứ vậy mình chỉ test thử cho anh em và thống kê để anh em biết đâu sẽ là set đồ phù hợp nhất với tài khoản của mình. Về phụ kiện vị diện thì cũng tương tự, khi Duran sẽ là bộ phụ kiện hợp nhất với cả Faceout khi bộ này cung cấp thêm rất nhiều set đồ kích sát thương gây ra, thứ mà Faceout đang hướng tới. Tuy nhiên nếu không muốn farm bộ này do không phù hợp với cả tài khoản của anh em thì anh em có thể lựa chọn Izumo hoặc Sasoto giường xoay đều được nếu đang cần thêm đồ cho Acheron hoặc các nhân vật dùng chung set tương tự. Làm nhân vật có lượng sát thương chủ yếu trong tuyệt kỹ, VCL tốt nhất không nên sử dụng đấu trường ngôi sao hay là Glamot khi mà hai bộ này đều cung cấp khá ít chỉ số mà VCL cần. Trong trường hợp bất đắc dĩ nhất thì Glamot sẽ là một sự lựa chọn tình huống dành cho một vài lối build thiên về speed khi anh em định sử dụng VCL nhanh thay vì đánh mạnh. Tiếp tục với nón ánh sáng thì VCL sẽ có cho mình 15% tỷ lệ bộc kích kèm thêm 52% bỏ qua phòng thủ cho tuyệt kỹ, nguồn sát thương chủ yếu của VCL. Nhìn chung thì nón này có một nguồn tăng sát thương rất tốt khi mà đội hình của VCL hiện tại đang không có hoặc rất hiếm nhân vật có khả năng giảm phòng thủ của địch, khiến cho hệ số phòng thủ đang là khá thấp. Hiện chỉ số này chỉ xuất hiện trong tiêu hồn 2 của Hanabi và tiêu hồn 1 của Zimay mà không hề xuất hiện trên Robin. Nhân vật đang phù hợp tốt nhất với Faceout thời điểm hiện tại, kể cả đến Topaz, nhân vật đi cùng Faceout để đóng vai trò là sub DPS, debuff cũng không hề tham gia vào chỉ số này, mà chỉ ảnh hưởng đến sát thương phải chịu của nó đánh theo sau. Điều này khiến cho nón ánh sáng chấn của Faceout là nón tốt nhất hiện tại. Tuy nhiên điều này cũng vô tình khiến cho các nón săn bắn có hiệu ứng tương tự, ví dụ như là chấn của Dr. Radio có thể mang lại hiệu quả tương đương khi cho lượng sát thương đầu ra sấp xỉ nhau. Chứ vậy Faceout sẽ là nhân vật phù hợp nếu anh em đang có sẵn chấn của Doctor và chỉ cần một nhân vật khác để thay thế thì Faceout sẽ là nhân vật hoàn hảo dành cho bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng nón của Topaz hoặc du hành trên biển sao đều được để thay thế, dù rằng các nón này không hề quá tốt dành cho Faceout. Cuối cùng là luận kiếm thì đây là một nón tình huống dành cho Faceout khi mà nhân vật này sẽ phải chuyển sang cầu tấn công để tránh bị bão hòa quá nhiều lượng phần trăm đam bonus đến từ nón này. Sức mạnh của nón 4 sao này hiện tại không yếu, nhưng do đa phần các nhân vật săn bắn hiện tại đều có đòn tấn công đơn khá ít. Vì vậy, hiện tại chỉ có một vài nhân vật phù hợp, ví dụ như là Susan, Topaz và nối tiếp ở 2.5 chính là Faceout. Tiếp tục với bộ tinh hồn của Faceout thì tiêu 1 của Faceout có cách thức hoạt động giống với vết tích bậc 4 của Acheron, tức là anh em sẽ có thêm một hệ số mới trong công thức tính đam. Dĩ nhiên là tinh hồn này vẫn yếu hơn một chút khi mà sát thương chỉ tăng tiến dần dần theo từng hit của tuyệt kỹ với tối đa là 5 stack. Mỗi stack thì chúng ta sẽ có thêm 10% sát thương gốc nhưng không sao cả. Nhìn chung thì đây vẫn là một tinh hồn mạnh với cả Faceout. Tiếp đến tiêu hồn 2 thì tiêu hồn này giúp tăng cực nhanh tốc độ tích stack của VCL khi với mỗi đòn đánh theo sau. Thay vì chỉ được 0.5 như đòn đánh thông thường, anh em sẽ có gấp đôi là 1 stack. Tiêu này xét về mức độ mạnh thì gần như tương đương với cả tiêu hồn 2 của Acheron hay là tiêu hồn 2 của Robin, đều là những tiêu hồn cực kỳ OP. Trên cực với cả tiêu hồn 1, 2 thì tiêu hồn 4 lại hơi nhà quê một tí khi mà các bạn chỉ có thêm một xeo bắp tăng 8% tốc độ, đồng thời tăng 100% hiệu suất phá vỡ điểm yếu của đòn thiên phú. Tiêu hồn 6 thì mình nghĩ là thôi có lẽ không nên review làm gì cả khi mà tiêu hồn này quá mạnh, tăng quá nhiều sát thương. Nếu anh em có điều kiện quay thì chịu, vào game treo tu cho nhanh vậy. Cuối cùng là về điều hình, thứ cực kỳ quan trọng với cả Faceout khi mà các bạn luôn phải có một sub DPS đi kèm có khả năng hoạt động liên tục xuyên suốt trận đấu, tức là các nhân vật có thể ra đòn không phải trong lực của mình đều nên được ưu tiên. Trước tiên với vai trò bảo kê thì anh em sẽ có hai sự lựa chọn là Gallagher và Adventurine. Đứng trên phương diện trung lập thì mình nghĩ mỗi nhân vật này đều có điểm mạnh riêng, khi mà trong khi Gallagher thì free và có khả năng hành động liên tục kèm thêm việc là có lượng trên kỹ dương lớn, cũng như là việc vẫn đang được cộng hưởng tốt với cả nón đổi ngang giá, thứ giúp cho Robin, nhân vật hiện đang gần như là slot cứng của team Faceout, có thể hồi mana liên tục, giúp duy trì hợp đấu rất tốt, thì Adventurine lại có thể bảo kê team gần như tuyệt đối với khả năng tạo khiên và trả đòn liên tục. Điều này giúp cho tiềm năng của Adventurine lớn hơn một chút so với cả Gallagher, đặc biệt là trước những kẻ địch có khả năng gây sát thương liên tục nhanh và mạnh trong tương lai. Về vị trí sắp DPS thì hiện tại anh em có rất nhiều lựa chọn đa dạng, từ free như móc 7 với mốc tiêu hồn 6, mâu tinh hồn 2 trở lên là có thể chơi ổn. Các nhân vật khác ví dụ như là Topaz, Clona hay thậm chí Zully đều có thể sử dụng khi đây là các nhân vật có thể hành động trong lượt cực kỳ tốt. Tất nhiên là trong trường hợp các bạn cần dồn sát thương chủ động thì Topaz vẫn luôn là một sự lựa chọn hoàn hảo với khả năng hành động liên tục bằng 5 bi cũng như là bắp 50% sát thương nhận vào của đòn đánh theo sau đến từ chiến kỹ. Topaz M1M1 sẽ bổ sung thêm một lượng sát thương bộ kích khổng lồ, thứ mà Faceout không tập trung vào quá nhiều trong lối build. Mâu thì hơi khác một chút do đây cũng chỉ là nhân vật 4 sao mà thôi. Tuy nhiên, nếu anh em có thể build ổn nhân vật này thì đây sẽ là support cực kỳ hữu dụng dành cho Faceout với khả năng hành động rất nhiều, tùy thuộc vào đội hình mà anh em đang sử dụng để tận dụng tối đa sức mạnh đến từ thiên phú của nhân vật này. Ngoài ra thì mắc 7 số ảo cũng là một sự lựa chọn free không tệ khi anh em có thêm rất nhiều điểm chiến kỹ trong trận, cũng như là speed tăng vĩnh viễn cho cả Faceout và mắc 7. Dĩ nhiên là điều này cũng phải đánh đổi bằng việc là mắc 7 sẽ là nhân vật tình huống trong một số trường hợp nhất định mà thôi, khi mà mắc 7 có số đòn đánh theo sau ít nhất
khi so sánh với cả hai nhân vật trên. Slot cuối cùng dành cho đội hình tốt nhất của Faisal rõ ràng sẽ là nhân vật hòa hợp đang phối hợp cực kỳ tốt với cả các layup có khả năng gây sát thương nhiều lần, đó chính là Robin. Với càng nhiều sát thương nhỏ lẻ, Robin càng nhận nhiều năng lượng để kích hoạt hợp tấu. Và một khi kích hoạt hợp tấu thì cả đội lại tiếp tục hành động để có thêm năng lượng cho Robin và cứ thế lặp đi lặp lại. Với khả năng bồi thêm đạm vừa đủ, đội hình follow up có Robin hiện đang là đội hình hạn chế tối đa nhất lượng sát thương dư thừa khi anh em dồn đạm. Và đây cũng là layup rát vàng hiện tại của Faisal với Robin, Adventurin và Topaz. Lắp này gần như không có điểm yếu và không ngán bất kỳ một loại mod nào thì hiện tại. Lắp mạnh nhất dành cho Faisal thì hiện tại rồi. Vậy nếu anh em không có Robin thì sao? Bologna hay Zimay sẽ là sự lựa chọn thay thế không quá tệ, đặc biệt là trong trường hợp Bologna, khi mà anh em có thể reset lại cooldown thiên phú của Faisal một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên đây cũng là một lắp hơi hao chiến kỹ một xíu, vậy nên các bạn phải chơi thật khéo hoặc là cố gắng sở hữu Bologna tiểu 1 và chấn 1 để bù lại lượng chiến kỹ thiếu hụt. Còn nếu giả dụ bạn không có cả Bologna và Robin cũng như là các hòa hợp khác thì việc lựa chọn một bảo kê cùng hai sắp tiếp S sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, khi mà thứ mà Faisal cần đó là lượt tấn công của các nhân vật còn lại. Càng nhiều lần tấn công thì Faisal sẽ càng lên stack nhanh và càng giảm bớt đi thời gian giãn cách giữa các lần tuyệt kỹ. Tổng kết lại thì Faisal là một DPS tuyệt vời, một nhân vật mà anh em nên cân nhắc để sở hữu khi đang chơi các đội hình đòn đánh theo sau. Các nhân vật có khả năng gây sát thương liên tục và đồng đều với ưu thế chia nhỏ sát thương và không bị overkill quá nhiều. Faisal dù có nhiều điểm tương đồng với cả Chiron nhưng cũng có những khía cạnh đối lập, ví dụ như khả năng clear OA rất kém. Chứ vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi roll nhân vật này. Giờ thì video đã dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.